Hello, chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm cái video để hướng dẫn và chia sẻ về cái cách sử dụng trang 16 Personality để hướng dẫn về cách chúng ta có thể sẽ dùng trắc nghiệm để chúng ta sẽ kiểm tra tính cách. Bài này thì như chúng ta thấy ở đây á là để có thể thấu hiểu được mọi người xung quanh mình, thấu hiểu chính bản thân mình thì chúng ta sẽ có rất là nhiều công cụ để đo lường và MBTI là một trong những cái công cụ để có thể thực hiện các cái bài kiểm tra tính cách. Cái trang 16, cái nhóm tính cách này, nó là một cái trang web rất là tuyệt vời. Ở đây mình đang để bản tiếng Việt. Cái trang này bình thường nó bằng tiếng Anh, nhưng mình đang để phiên bản tiếng Việt để cho chúng ta dễ tương tác. Và chúng ta sẽ làm bài nó như là cách mà chúng ta làm bài tiếng Việt bình thường. Chúng ta chỉ mất có 10 phút ở đây như là các bạn nhìn thấy ở đây để chúng ta có được một mô tả mà nó sẽ đúng tính cách của chúng ta nhất. Và đương nhiên thì khi mà chúng ta dạy học sinh càng ngày chúng ta cũng càng nhận thấy rằng học sinh càng khó để có thể nhận diện được những cái đặc trưng tính cách của các bạn. Và đồng thời học sinh cũng sẽ khó biết được cái cách để có thể sẽ tự gọi là cải thiện bản thân. Thì đối với mình thì cái bài 16 nhóm tính cách này nó khá là tốt để chúng ta sẽ làm trắc nghiệm miễn phí. Và chúng ta cũng sẽ biết một số cái đặc điểm đặc trưng của học sinh để khi mà các bạn làm các cái công tác như giáo viên chủ nhiệm hoặc là hướng nghiệp hoặc là chúng ta làm cha làm mẹ hoặc là tư vấn cho cha mẹ để có thể phối hợp để mà có thể hiệu chỉnh tính cách cho trẻ thì chúng ta sẽ có được một cái bộ công cụ tốt. Ngày xưa khi mà mình làm việc ở Đinh Thị Lý thì cái bộ công cụ này giáo viên chủ nhiệm sẽ cùng học sinh được chuyên viên Đài Loan sang để họ sẽ hướng dẫn trắc nghiệm trực tiếp. Sau đó thì họ sẽ đem về phân tích và họ sẽ gửi bản kết quả vào hồ sơ của học sinh. Giáo viên sẽ đọc và dựa vào đó thì để mà có thể làm việc với các giáo viên bộ môn khác cũng như là làm việc với phụ huynh khi mà có những cái vấn đề về tâm lý nảy sinh. Theo mình thì trong giai đoạn hiện tại thì hầu hết những cái vấn đề mà nó bất ổn xảy ra trong mối quan hệ thầy trò hoặc là mối quan hệ giữa học trò với cha mẹ phần lớn là từ cái việc là cha mẹ không có hiểu con đầy đủ hoặc là thầy cô và học trò cũng chưa thực sự hiểu nhau. Thì bởi vì trong cái lúc mà mình thành lập cái nhóm này, mong muốn lớn nhất của mình là làm sao để cùng với các thầy cô sẽ có những cái công cụ đo lường, học sinh cũng sẽ tự hiểu mình hơn, giáo viên cũng sẽ hiểu học sinh hơn và chúng ta sẽ cùng nhau dùng trái tim để chúng ta sẽ làm việc với nhau nhiều khi mà các bạn có những cái công cụ nó thuận lợi hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử là cái trang web này sẽ làm như thế nào nhé. Mình sẽ cùng làm bài kiểm tra ha. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ bấm vào nút làm bài kiểm tra. Ở đây thì có cái hướng dẫn rồi và chúng ta có thể đọc thấy được là có các hướng dẫn mà trong các hướng dẫn này đương nhiên là nó có một cái đặc điểm đấy là đôi khi bởi vì chúng ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta còn chưa nhận diện rõ chính mình có cái sở thích hoặc có mong muốn như thế nào thì khi làm bài này để kết quả tốt nhất chúng ta sẽ dừng lại một chút xíu để chúng ta suy nghĩ xem thử là thực tế cái nào nó mới là cái trung thực và đúng nhất với mình. Tức là mình đang trả lời dựa vào cái việc mình thấu hiểu bản thân mình chứ không phải là dựa vào cái mình mong muốn trở thành hoặc mình đang đóng vai. Đóng vai có nghĩa là sao? Là đôi khi mình đang vì kỳ vọng của mọi người xung quanh mà mình nghĩ rằng mình như vậy nhưng trên thực tế bên trong của mình lại là khác. Thì bây giờ mình sẽ lấy ví dụ cụ thể ở trên cái trường hợp của mình thì chúng ta sẽ hiểu rằng là việc thực sự chính bản thân các bạn hiểu chính mình và việc mình sẽ hiểu được những người xung quanh nó phụ thuộc vào việc chúng ta thực sự khi làm bài kiểm tra này có gọi là trung thực với chính mình hay không. Ở đây nghe một cái câu hơi bị tổn thương nhưng trong hành trình chữa lành của mình phát hiện ra là có những cái cảm xúc và những cái quyết định mà mình thực hiện thì mình nghĩ rằng là đó là mình nhưng thực ra nó là một cái mặt nạ. Cái mặt nạ đó mình đeo đeo lên để làm hài lòng những người xung quanh. Ví dụ như ở bên trong mình rất là mỏng manh và mình hay dễ bị xúc cảm và mình rất là dễ khóc. Nhưng mà diễn trong cái vai là một cái người làm quản lý các cộng đồng thì mình luôn là người cứng rắn mạnh mẽ. Cái đó là cái mặt nạ mà mình đội ra bên ngoài để mình đóng vai một cái người giống như là một nữ tướng. Trên thực tế với vai trò là một người phụ nữ mình sẽ cần cân bằng giữa tính nam và tính nữ và mình sẽ cần phải phát triển tính nữ nhiều hơn, cần phải phát triển cái sự gọi là được ủy mị các cái cảm giác trực giác như đôi khi
Mình buồn mình có thể khóc, đôi khi mà không vui thì mình có thể sẽ thể hiện ra cái cảm giác không vui thật là ngắn, sau đó mình sẽ có thể điều hòa lại trạng thái cảm xúc của cơ thể để trở về cái trạng thái bình thường để cân bằng. Chứ mình không có nên kiểu như là giận thì cũng không dám nói, mà nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn quá mức, hoặc là dễ tính quá để đến mức mình nhu nhược. Thì mình hãy sống với đúng bản chất bên trong của mình khi mình làm trắc nghiệm. Cụ thể thì khi mà mình làm trắc nghiệm này thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là mình phát hiện ra là có những cái trước đây á, là mình sẽ đánh khác, nhưng hiện tại là mình đánh khác. Ví dụ như là bạn thường xuyên kết bạn mới, là bản thân mình rất ít khi kết bạn mới, và trước đây mình không có một thời gian là mình sẽ không kết bạn với ai luôn, hiếm lắm, hiếm người được mình sẽ đồng ý kết bạn luôn đó. Người ta gửi follow mình nhiều nhưng mình không, nhưng mà thời gian ở đây mình lại rất là dễ kết bạn, mình kết bạn với nhiều người lạ xung quanh nhiều hơn. Cho nên là giả sử trước đây mình trong cái vai làm các cái công việc cộng đồng, mình cảm thấy mình trở nên khó tính và mình không có dễ dàng chấp nhận những người xung quanh, và mình đóng mở lòng, không có mở lòng với người xung quanh, thì gần đây mình cảm nhận thấy là mình mở lòng hơn với mọi người rồi. Mình cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi mà mình có thể sẵn sàng kết bạn với bất cứ ai. Cho nên là lúc này thì mình sẽ có thể để trạng thái trung lập, hoặc là mình có thể sẽ để ở đây, hoặc là mình có thể đồng ý chẳng hạn như vậy. Và do mình cũng không thường xuyên nên là nhiều, cho nên mình sẽ để chọn cái mức là mức đây là mức ở giữa trung lập, còn mức này là khá đồng ý. Đây đồng ý là ở đây là rất đồng ý. Bạn dành rất nhiều thời gian đánh vào việc tìm hiểu về các chủ đề ngẫu nhiên mà thu hút sự chú ý của bạn. Cái này thì có tùy giai đoạn. Có những giai đoạn á, là mình sẽ bị thu hút bởi kiến thức của các môn học, như là giai đoạn này là mình bị thu hút bởi kiến thức tâm linh. Có những giai đoạn như là giai đoạn trước giai đoạn này thì mình lại bị thu hút bởi những kiến thức liên quan đến các cái loại bệnh và kiến thức về cái việc trồng và bảo vệ rừng. Nhưng thực sự là mình có bao nhiêu thời gian thì mình đều dành vào việc tìm hiểu các cái chủ đề này hết. Và thi thoảng mình cũng sẽ bị rơi vào các cái chủ đề mà mình nói rằng là nó sẽ không thực sự được tích cực lắm, và mình quan sát mọi người tranh luận với nhau. Nên đối với cái này thì mình sẽ thấy là ồ, mình dùng khá là nhiều cái thời gian vào trong cái việc và tìm hiểu tất cả các chủ đề mà thu hút mình. Và gần đây thì hồi xưa thì nó ít, nhưng mà gần đây thì mình cảm thấy mình bị thu hút rất là nhiều nên mình chọn cái này. Tức là mình sẽ trung thực với tất cả những gì thực sự là mình cảm thấy bị thu hút và thích. Nhìn thấy người khác khóc dễ khiến bạn muốn khóc theo. Ngày xưa là có những giai đoạn là mình thấy người khác khóc là mình sẽ không khóc được. Nhưng mà sau này á, là mình cảm thấy rằng là mỗi lần mình xem phim hay là gì đó thì mình cảm thấy rằng là mình rất là dễ bị cuốn theo cái trạng thái mà người ta khóc, mặc dù lúc đó mình không hề buồn. Và nếu như mình nói là người ta khóc kệ người ta, nhưng mà giai đoạn hiện tại thì mình thấy khi người ta khóc mình thấu cảm với cái cảm xúc đó của họ nên mình dễ khóc theo. Do đó thì mình cũng thấy nó khá là nó ở cái mức này, mình đánh cái mức đó. Bạn luôn điềm tĩnh ngay cả khi gặp nhiều áp lực. Cái này á, ngày xưa là mình rất là điềm tĩnh, nhưng mà khoảng thời gian đây khi mà mình trong hành trình thức tỉnh thì mình cảm thấy có những lúc mình không giữ được điềm tĩnh. Và bây giờ thì hiện tại mình lại thấy là trải qua cái quá trình mà mình được rèn luyện trong trong các cái bài học á, thì họ dạy cho mình nhẫn nhịn, dạy cho mình được rất là nhiều thứ khác, thì bây giờ mình lại cảm thấy là mình điềm tĩnh. Mức độ điềm tĩnh của mình thực ra cũng chưa tốt lắm nên là mình sẽ chọn ở cái mức này. Có nghĩa là mình sẽ đánh dựa vào cái hiện tại chứ mình không đánh dựa vào cái quá khứ hoặc cái mong muốn trong tương lai của mình. Tại các sự kiện thì bạn hiếm khi tự giới thiệu bản thân với những người mới, và hầu như chỉ trò chuyện với những người mà bạn đã quen biết từ trước. Thực ra tại các sự kiện là đúng là mình thực sự là không có nói chuyện với ai nhiều đâu. Trước đây là như vậy, nhưng mà hiện tại thì mình lại cảm thấy là mình rất là dễ kết bạn và cũng rất là dễ mở lòng để nói chuyện với mọi người. Tuy nhiên thực sự thì mình vẫn chưa chưa gọi là dễ dàng khi nói chuyện với mọi người nên là mình sẽ chọn cái này. Mặc dù là mọi người nhìn thấy mình trên mạng xã hội thì nói chuyện rất là nhiều với mọi người, quay video này cũng nói nhiều nè, nhưng mà thực sự các bạn gặp mình ở ngoài thì sẽ thấy rằng là trong lớp học là mình có thể thoải mái nói chuyện với mọi người, nhưng mà đi ra khỏi khuôn viên lớp học thì mình lại là người nội tâm, không nói chuyện nhiều với mọi người. Mình cũng nhận thấy đó là một nhược điểm nên là bây giờ mình cũng đang hướng đến cái việc là bên cạnh những giờ phút nội tâm thì đi ra bên ngoài mình sẽ mở lòng với mọi người nhiều hơn. Nên là mình đánh dựa trên cái tính trung thực và dựa trên những cái gì mà mình cảm thấy, mình cảm nhận trong lòng. Không phải là muốn làm đẹp cái bộ câu hỏi này là mình sẽ đánh dạng theo kiểu cái mà mình mong muốn, mình sẽ đánh dựa vào cái thực tế. Bạn thường muốn hoàn thành xong một dự án trước khi bắt đầu một dự án khác. Thực sự thì mình rất là lộn xộn luôn á. Có nhiều khi mình bắt đầu nhiều dự án cùng một lúc và chưa làm xong dự án này mình đã
bắt đầu cái khác rồi, nên là mình thấy rằng là đó cũng là một nhược điểm. Và hồi xưa là mình làm như vậy cho nên đôi khi là mình sẽ bị kiệt sức, thì gần đây mình muốn chọn nó cân bằng các bạn, cho nên là mình sẽ chọn cái ở giữa để mình làm vừa sức thôi, không làm quá sức rồi đâm ra là mình sẽ dẫn đến mình bị rơi vào bóng tối linh hồn. Bạn là người rất là đa cảm, đúng là như vậy, mình rất là nhiều cảm xúc, và đôi khi là mình sẽ cảm thấy rằng là tất cả các giác quan như buồn vui hay là đôi khi cũng hơi nóng giận hay là này kia thì mình đều có, cho nên mình chọn mình là người đa cảm, mình đồng ý về chuyện đó. Bạn thích dùng các công cụ hỗ trợ quản lý thời gian? Cái này thì mình phải trung thực này, là mặc dù mình dạy mọi người rất là nhiều những cái công cụ để quản lý thời gian, làm to-do list và làm đủ thứ, nhưng mình là một người gọi là xuề xòa trong việc quản lý thời gian, kiểu như là không có được nghiêm túc lắm trong việc quản lý thời gian đâu, hay là nước đến chân mới nhảy. Cho nên là mình sẽ chọn mức, không phải là không đồng ý hoàn toàn, nhưng mình sẽ chọn cái mức. Nói chung mình cũng hơi ẩu về cái chuyện đó, và mình thừa nhận đó là một trong những cái mình cần cải thiện. Ngay cả những lỗi nhỏ nhất cũng có thể khiến bạn nghi ngờ về toàn bộ năng lực và kiến thức của mình. Cái này thì mình không đồng ý với cái chuyện đó, bởi mình không có cái việc đó. Nếu mà mình làm sai hoặc là làm chưa được thì mình nghĩ rằng là mình sẽ học hỏi và mình làm lại thôi. Cho nên là mình sẽ không đồng ý, không phải là không hoàn toàn mà là một phần. Bạn cảm thấy khá thoải mái khi tiến tới và bắt chuyện với một ai đó mà bạn cho là thú vị. Gần đây là mình như vậy, và mình cảm thấy rằng là ai thú vị đều là người mình rất là muốn học hỏi. Mà trước đây thì mình sẽ ngại tiếp xúc với nhiều người lắm. Mình chỉ tiếp xúc với học viên khi cần thôi, cho nên là mình đồng ý với chuyện này. Bạn không quá hứng thú vào việc bàn luận về sự giải thích và phân tích các công việc mang tính sáng tạo. Ui, cái vụ này mình lại cực kỳ thích. Mình thích giải thích lắm, nên là mình nhấn vào không đồng ý. Bạn có xu hướng nghe theo lý trí hơn là cảm nhận. Lý trí tức là logic á, còn cảm nhận tức là cảm xúc. Ví dụ yêu ghét này nọ đồ thì mình sẽ thiên vị người ta hơn. Còn lý trí là dựa vào cái thực lực thực tế, thì mình thì là người nói chung là sử dụng lý trí nhiều hơn, nhưng mà cũng không phải lúc nào cũng lý trí đó, cho nên mình chọn ở cái mức đó. Bạn thường chỉ làm những gì bạn muốn và làm vào bất cứ thời điểm nào thay vì lập ra một thói quen hàng ngày cụ thể. Và trời ơi, cái này thì đúng y chang với tính cách của mình luôn. Nói chung ra là sẽ không có một cái lịch trình nào cụ thể hết. Tuy nhiên là mình sẽ không thể nói là tôi rất là chỉnh chu được, mình thực sự là người không chỉnh chu. Mọi người cứ tưởng mình chỉnh chu, nhưng thực ra đó là một cái mặt nạ mình đóng để mình có thể hoàn thành những cái nhiệm vụ mà mọi người nhìn thấy. Trên thực tế con người mình là con người thực sự là không không có cẩn thận đâu. Bạn hiếm khi lo lắng về việc bạn có tạo được ấn tượng tốt đối với những người bạn gặp hay không. À đúng rồi, mình thực ra là không quan tâm đến mọi người xung quanh nghĩ rằng là mình như thế nào, mình chỉ quan tâm đến việc là bản thân mình sẽ luôn nỗ lực để mình sẽ có thể làm được những điều mình thích. Và mình nghĩ rằng khi mình làm được những điều mình thích mà cái điều đấy nó tốt cho tất cả mọi người xung quanh và không làm ảnh hưởng đến ai, thì chắc là mọi người sẽ có thiện cảm với mình. Do đó thì mình hầu như là không có lo lắng về việc đó. Đó là gần đây thôi, chứ trước đó hồi xưa của mình thì mình hay lo lắng. Và theo thời gian thì mình thấy rằng là lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề gì, và do đó thì mình rèn luyện nó. Nhưng mà nếu như nói rằng là mình hoàn toàn không lo lắng thì không hẳn, nhưng bởi vì câu hỏi là hiếm khi cho nên mình sẽ đồng ý, chứ mình không lựa chọn cái mức ít hơn. Bạn thích tham gia các hoạt động nhóm? Câu này là một câu khó trả lời, bởi vì bình thường á là mình sẽ thích ở cô độc một mình, nhưng mà khi bắt đầu tham gia vào các hoạt động cộng đồng bên ngoài thì mình có thể tham gia rất nhiệt tình vào các hoạt động nhóm. Nhưng mà cái số lượng mà số lần mình tham gia vào các hoạt động nhóm thì không nhiều so với việc mình ở một mình. Cho nên là nếu mà xét về trung thực thì mình sẽ trả lời ở đây, bởi vì mình sẽ xét so với tần số chung, chứ mình không so với cái cảm giác lúc mình ra bên ngoài và mình gặp mọi người. Lúc mình ra bên ngoài mình gặp mọi người, mình vẫn rất thích tham gia vào hoạt động nhóm, nhưng mà tổng số lượng số lần mình ra tham gia bên ngoài để gặp mọi người nó không nhiều, nên mình trung thực thì mình sẽ chọn cái mình nghĩ rằng nó ổn nhất. Bạn thích những tựa sách hoặc bộ phim mà khiến bạn phải tự giải nghĩa về kết cục nó. Đúng rồi. Ví dụ mình đọc sách chữ đúng việc là mình sẽ rất là thấy là muốn giải thích, hoặc là Hành Trình Linh Hồn, hoặc là
Những cái cuốn sách như là Ba Đợt Tình Nguyện Đến Trái Đất, hoặc là những cuốn sách mà nó giải thích tất cả những cái vấn đề về tâm linh kiểu vậy, thì mình cảm thấy rằng là mình đọc tên sách là mình cảm giác là muốn mua cuốn sách đó để đọc, bởi vì ngay cả cái tựa nó đã cho thấy rằng là cái nội hàm bên trong nó như thế nào, nên là mình rất đồng ý với cái này. Hầu như mình mua sách thì đầu tiên là dựa vào tựa sách, sau đó mình sẽ coi sơ nội dung, sau đó thì mình mới chọn ra cuốn sách mà mình thực sự muốn đem về nhà. Hạnh phúc của bạn đến từ việc giúp đỡ người khác đạt được thành tựu nào đó thay vì tự đạt được thành tựu của chính mình. Cái này thì nó lại rất là giống với mình giai đoạn sau này. Còn trước đó khi mà mình ui nó chạy đâu rồi. Mình còn là giáo viên á, thì đầu tiên là mình rất hạnh phúc khi mình giúp đỡ học sinh làm được những cái là công việc học hỏi, hoặc các cái dự án học tập, hoặc là các nghiên cứu của các bạn, và mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà tụi nhỏ nó đạt được giải. Nhưng sau đó thì mình nhận thấy rằng là bản thân mình nếu không có một cái thành tựu nào thì mọi người vẫn coi thường mình, bởi vì nghĩ rằng là đó là do mình ăn may, hay là do là kiểu học sinh giỏi hay là này kia, cho nên mình sẽ cũng nỗ lực cố gắng để thay đổi bản thân mình đó. Thì khi mà mình bắt đầu thay đổi bản thân và mình thấy bản thân mình đạt được kết quả tốt, thì mình cũng thấy hạnh phúc, mình cảm thấy hạnh phúc mà đó. Và sau đó nữa, chẳng hạn mình thi các cuộc thi xong rồi mình đạt giải, thì mình lại không có xu hướng sẽ thi lại các cuộc thi đó nhiều, mà mình lại cảm thấy rằng là mình hỗ trợ mọi người để mọi người tham gia, để mọi người khẳng định cái vị thế của mình và khẳng định được cái là năng lực của mình, thì mình lại cảm thấy rất là vui. Cho nên thì lúc đấy mình cảm thấy rằng hạnh phúc của mình đến từ việc giúp đỡ người khác đạt được thành tựu nào đó. Và khi họ đạt được thành tựu thì mình cảm thấy giống mình được đạt được thành tựu, mình mừng lắm. Nên là mình nghĩ rằng là cái này là một câu mình rất là đồng ý. Bạn cảm thấy hứng thú với quá nhiều thứ để rồi gặp khó khăn trong việc lựa chọn, nên thử tiếp cái gì? Ui trời, cái này đúng là cái bệnh mà mình mắc phải. Cái gì mình cũng cảm thấy hứng thú hết á, xong rồi mình học đủ thứ hết. Và nhiều khi mình thấy rằng là mình dành cả một ngày 24 tiếng thì mình có thể mình học hết 20 tiếng luôn các bạn. Nhất là trong hành trình tâm linh thì mình thấy cái gì cũng hay hết trơn á. Và mình cảm thấy muốn học hết, cho nên là mình bị khó khăn trong việc lựa chọn là nên thử cái nào tiếp theo. Và sau đó thì mình sẽ bày ra quá trời cửa sổ trên này, rồi sau đó là mình ngồi mình học. Và có khi là mình bị sa vào cái này quá nhiều, rồi lại sa vào cái khác quá nhiều, và không dứt được khỏi kiến thức các bạn. Nên là có những giai đoạn mình bỏ các cái công việc của các cộng đồng luôn, mình không tham gia, mình chỉ học. Nó là cũng là một cái mình nghĩ rằng nó hơi dở của mình đó. Bạn có xu hướng lo lắng rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn? Cái này á, là một câu rất là khó để trả lời. Trong giai đoạn hiện tại thì mình chả có lo lắng gì nữa, nhưng mà trước đây thì sẽ có những giai đoạn như là mình cảm thấy mình bị cục máu đông, rồi mình bị rồi mình sẽ cảm thấy rằng là lo lắng bởi vì sắp tới thì mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng rồi sau khi mà mình vứt hết lo lắng sang một bên, mình cảm thấy rằng là tất cả là do cái thái độ mình sống và mình lựa chọn sống, cho nên là mình quyết định là không lo lắng nữa, buông hết lo lắng. Buồn lo gì là chỉ ngắn thôi, ngắn hạn thôi, không để lâu trong người nữa. Cho nên hiện tại thì mình không còn cái đó nữa, nên mình sẽ bấm không đồng ý. Vậy là ta sẽ chọn dựa trên những cái gì đang có trong hiện tại của các bạn, mà dựa trên cái cảm xúc thật sự của bạn lúc này. Theo thời gian cái này nó có thể thay đổi đi, dựa vào cái mức độ rèn luyện của chúng ta. Bạn thường lảng tránh các vai trò lãnh đạo khi làm việc nhóm. Cái này nó vừa đúng cũng vừa không đúng. Ví dụ như là khi mà mình làm việc trong môi trường nhà nước á, mà bảo mình là lên làm lãnh đạo là mình không muốn làm đâu. Mình không có xu hướng sẽ muốn lên làm lãnh đạo ở trong các cái cơ quan công sở. Nhưng mà khi mà mình làm việc ở trong các hoạt động của các cộng đồng thì mình lại rất thích làm lãnh đạo. Đó. Và gần đây thì khi tham gia một số các hoạt động khác thì mình cũng thích là sẽ hỗ trợ những người khác để làm. Cho nên là những cái vai trò này thì mình cảm thấy lại lại không cần phải làm lãnh đạo nữa. Mình thích giống như trong một cái bàn tròn á, mỗi người đều có những cái kiểu như là năng lực khác nhau và mọi người đều học hỏi lẫn nhau. Nên là mình gần đây thì mình có vẻ như là mình không thực sự thích làm lãnh đạo. Mình thích ở phía sau hỗ trợ cho những người khác thôi. Tuy nhiên thì trong tương lai các sự việc nó diễn ra như thế nào mình chưa biết, cho nên là mình để ở cái chỗ đó là mình lảng tránh thì cũng không phải, nên mình sẽ để ở giữa nha.
bạn chắc chắn không phải mẫu người có khiếu nghệ thuật. À, thì cái này mình vừa biết hát này, mình vừa biết vẽ này, mình vừa biết múa rồi các thứ, mỗi thứ một chút và decor, các thứ là mỗi thứ mình có một chút, nhưng mà mình không hoàn toàn rất giỏi. Cho nên là mình sẽ chọn ở cái bước này. Bạn nghĩ rằng thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn nếu mọi người tập trung vào lẽ phải hơn là cảm xúc của họ. Đúng rồi, tại vì những cảm xúc như là buồn, vui, rồi nóng, giận, ghét, yêu một người nào đó có thể dẫn đến mình đối xử không công bằng với họ. Hoặc là có thể dẫn đến là mình sẽ gieo nên các cái nhân hoặc quả nó không được tốt, cho mình kiểm soát cảm xúc không tốt. Cho nên là mình sẽ hoàn toàn đồng ý với cái câu này. Bạn muốn hoàn thành các công việc cần xử lý trước khi cho phép bản thân được nghỉ ngơi. À, mình là người mà không làm được như vậy. Đôi khi mình cũng muốn nhưng mà mình không được kỷ luật cho lắm, cho nên là mình sẽ để mình ở giữa thôi. Mình trung thực nói như vậy. Mọi người tưởng là mình rất là nỗ lực nhưng mà không đâu. Mình toàn nước lên chân mới nhảy không à. Bạn thích nhìn mọi người tranh luận. Xét về cái câu này thì giả sử như tranh luận nó sẽ có những cái như là cãi lộn nhau, hay là sẽ là tranh luận trong hòa bình, hoặc là tranh luận trong văn minh, thì mình lại cực kỳ thích mọi người tranh luận mà thông minh và mình học hỏi được từ những cái tranh luận đó. Nhưng nếu mọi người cãi nhau thì mình lại là một người không thích. Cho nên là ở câu này thì mình sẽ để ở mức không đồng ý, ở mức trung lập thôi. Bạn có xu hướng tránh thu hút sự chú ý về phía mình. À, câu này là một câu rất là khó trả lời này. Ngày xưa là mình có những lúc mình rất là muốn là thể hiện rằng là cái này tôi làm được, cái kia tôi làm được. Cho nên là trong các hoạt động cộng đồng hoặc trong các cái nhiệm vụ đó, mình rất muốn là mình sẽ thực hiện cái đó để hỗ trợ mọi người. Vô hình dung thì cuối cùng, mặc dù là mình không phải là cố ý, nhưng mình vẫn là một người luôn hướng đến cái sự thu hút sự chú ý của người khác. Nên là gần đây trong giai đoạn mà mình qua hành trình ở Working Ninh thì mình lại cảm thấy rằng là không muốn thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình nữa. Tuy nhiên thì mình vẫn thấy rằng là hình như mọi người vẫn chú ý đến mình chứ không phải là không có. Mặc dù mình có xu hướng, cho nên là hiện tại mình đang để ở mức giữa này nha. Tức là mình sẽ trả lời trung thực dựa trên tất cả những gì mình cảm nhận ngay lúc này. Tâm trạng của bạn có thể thay đổi một cách nhanh chóng. À, trước đây thì như vậy, còn dạo gần đây thì mình đang luyện để cho mình trở thành cân bằng. Thực ra có những lúc đó là mình thờ ơ trước tất cả những cái vấn đề thế sự xung quanh luôn. Nhưng có những lúc mình cảm thấy tâm trạng mình buồn, vui, lẫn lộn trước tất cả những chuyện ở xung quanh và cảm xúc nó chi phối mình rất là nhiều. Thì gần đây á, mình cảm thấy là mình quay trở lại được trạng thái cân bằng rồi. Nhưng mà ví dụ như ai chưa cân bằng được thì bạn cứ chọn dựa trên cái vấn đề mà bạn đang đang có hiện tại. Bạn thường mất kiên nhẫn với những người không làm việc hiệu quả như bạn. Đúng là mình làm việc không hiệu quả. Nhưng mà mình có một cái đặc điểm là khi mà đã không làm việc thì chơi, còn khi mà đã làm việc thì có tính lượng sống. Gần cuối thì mình lại làm việc rất là tốt và mình thường thường thì sẽ làm việc theo cảm hứng. À, gần tới deadline là mình chạy dữ lắm và mình sẽ vẫn hoàn thành theo deadline. Tuy nhiên thì mình cũng hay bị cái bệnh đó là nếu mọi người mà giống giống như mình á là mình sẽ cằn nhằn họ, mình kiên nhẫn, mất kiên nhẫn luôn. Đó. Cho nên là mặc dù mình làm việc không hiệu quả nhưng mà mình cũng hay mất kiên nhẫn với họ và mình đồng ý về chuyện này. Đó là một nhược điểm mà mình cần cải thiện. Mình hoàn toàn không giấu cái chuyện đó khi mình làm trách nhiệm về chính bản thân mình. Bạn thường dồn công việc để đến phút cuối mới làm. Trời, quá đúng luôn. Bạn lúc nào cũng bị thu hút bởi những câu hỏi về điều gì, chẳng hạn như điều gì sẽ xảy ra sau khi ta chết đi. Ngày xưa thì mình sẽ thắc mắc kiểu đó nhiều, nhưng mà dạo gần đây thì mình không thắc mắc kiểu đó nữa, mà mình sẽ sống và làm việc đối với tất cả những cái mình muốn ngay trong thời điểm hiện tại. Cho nên là mình sẽ để ở đây, ở bước giữa thôi. Bạn thường thích ở cạnh người khác hơn là ở một mình. Cái này á, tùy vào giai đoạn trong cuộc đời, nhưng như giai đoạn này thì mình thích ở một mình hơn. À, đương nhiên không phủ nhận rằng mình cũng có mong muốn ở cạnh một vài người bạn thân, nhưng mà mình cũng không muốn tiếp xúc thực sự là quá nhiều người. À, tuy nhiên thì có những lúc tâm trạng mình lại muốn đi ra bên ngoài và giao lưu với mọi người để có kết nối tình cảm sâu sắc hơn, chẳng hạn như là đi mở các lớp học giao lưu với mọi người vậy. À, tuy nhiên có những lúc thì lại không như vậy. Và gần đây về cái việc là thích ở cạnh người khác hay là ở một mình thì mình vẫn trung thực là mình thích ở một mình hơn, nhưng không phải là hoàn toàn thích ở một mình, nên mình chọn cái mức này. Bạn thường thấy nhàm chán hoặc mất hứng thú khi cuộc thảo luận bắt đầu có tính thuyết giáo. Đúng rồi, cái gì mà lý thuyết nhiều quá rồi nói mà cứ lý thuyết không có thực tế là mình sẽ hoàn toàn là mất hứng thú luôn.
Như là những ai nói đi thuyết xong rồi sau đó không làm là mình sẽ mất hứng thú hoàn toàn với người đó luôn á, mình không có muốn nói chuyện nữa đó. Bạn dễ đồng cảm với những người có trải nghiệm khác với mình. Cái này là một trong những đặc trưng của mình, là mình có thể dễ dàng thông qua cái việc nói chuyện vài câu họ với họ thì mình có thể cảm nhận thấy được rằng là con đường họ đi có những khó khăn này, có những khó khăn kia, mình đồng cảm được với họ và phân tích được những cái nguyên nhân để hỗ trợ họ trong cái việc là giải quyết vấn đề đó nên làm cách nào, thì mình rất hoàn toàn đồng ý với cái chuyện này. Bạn thường trì hoãn việc đưa ra quyết định cuối cùng trong khoảng thời gian lâu nhất có thể. Trước đây mình ít trì hoãn nhưng mà gần đây mình trì hoãn nhiều lắm. Bởi vì trên hành trình tâm linh mình nhận ra rằng là có những việc khi ta sốt sắng làm quá mà mình chưa học đủ, chưa học kỹ thì nó có thể gây ra các kết quả mà kết quả đó nó không tốt. Cho nên là có những thời điểm mình cảm thấy rằng là chưa tới lúc để làm cái việc đó thì mình trì hoãn nó thật. Và mình trì hoãn cho đến khi bản thân mình cảm thấy rằng à, đây chính là lúc làm việc đó. Ví dụ như là cũng đã nhiều lần mình muốn mở cái cộng đồng mới và mình bỏ hẳn cộng đồng cũ. Nhưng mà mình trì hoãn cái việc là lúc nào mình sẽ quay trở lại với cái việc là mở cái cộng đồng và làm những cái công việc liên quan đến giáo dục này. Và mình thấy rằng là lẽ ra mình có thể làm trước đây vài tháng nhưng mà mình vẫn trì hoãn cho tới tận bây giờ. Chắc là đúng người hoặc đúng thời điểm đó. Nên là mình nghĩ rằng là mình chọn ở cái mức này. Bạn hiếm khi nào nghĩ lại về quyết định mà bạn đã lựa chọn. Mình nghĩ rằng tất cả những chuyện đã xảy ra ở trong quá khứ thì không thể thay đổi được nữa. Và nếu giả sử như nó là một cái không đúng thì mình sẽ sửa lại để cho nó đúng hơn, để mình chuộc lại cái lỗi lầm đó. Cho nên là mình sẽ không nghĩ lại về những quyết định đã lựa chọn đó. Trước đây thì mình nghĩ rất nhiều nhưng bây giờ mình không nghĩ nữa nên mình đồng ý hoàn toàn với cái này. Sau một tuần dài mệt mỏi, những gì bạn cần? À, mình thì hoàn toàn không đồng ý. Lúc mà mình đã mệt mỏi thì mình chỉ muốn ở một mình, muốn thiền định, muốn tiếp xúc với thiên nhiên, muốn làm việc với người thầy nội tâm của mình thôi. Cho nên mình chọn như vậy. Bạn thích đến các viện bảo tàng? Ngày xưa thì mình rất thích đến bảo tàng, gần đây thì mình không đi đến bảo tàng nữa. Mình cũng không biết là trong tương lai mình có đến đó hay không. Nhưng mà như đến các viện bảo tàng thì mình đã rất là thích khám phá các cái dấu ấn văn hóa ở đó. Nên là mình cũng không biết tương lai mình có đến các bảo tàng nhiều hay không. Nên là mình sẽ chọn mức ở giữa này đi. Bạn thường gặp khó khăn trong việc hiểu cảm xúc của người khác. Mình thì lại không khó trong việc hiểu cảm xúc của người khác. Mình chỉ cảm thấy rằng là mình khó trong việc hiểu cảm xúc của đàn ông thôi. Chứ còn phụ nữ thì mình không khó hiểu lắm. Chắc là tại vì đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim là hai nhóm tính cách đối lập. Thì có thể là hai bên khó hiểu nhau. Nhưng mà mình thì mình nghĩ rằng là mình cũng không phải là quá gặp khó khăn trong cái việc hiểu cảm xúc của người khác. Nên là mình sẽ chọn cái mức này đi. Tuy nhiên nó cũng phải là thuận lợi lắm đối với nhóm đàn ông nha. Nên là mình sẽ chọn như vậy. Trung thực mà nói. Bạn muốn mỗi ngày đều có một danh sách việc cần làm, tức là to-do list đó. Đó, mình muốn thật. Mình muốn như vậy thật. Và đôi khi mình lập ra thật nhưng cuối cùng mình cũng không làm được giống như vậy. Cho nên là mình là một người khá bừa bãi. Do đó mình sẽ chọn là mình cũng muốn nửa vời. Muốn nửa vời. Muốn nhưng mà mình thực ra cũng chưa làm được nên mình cứ vẫn cứ chọn cái đó đã. Nhưng mà trong thâm tâm mình nghĩ rằng mình sẽ nỗ lực cố gắng để cải thiện cái nhược điểm đó. Bạn hiếm khi cảm thấy bất an. Có những giai đoạn mình cảm thấy bất an nhiều lắm, nhất là giai đoạn sau dịch Covid. Nhưng mà những giai đoạn này thì mình không cảm thấy có gì bất an cả nữa, nên mình sẽ chọn cái này. Bạn thường tránh việc gọi hoặc nhận các cuộc gọi. À, mình thực sự là không thích nghe điện thoại nhiều nên mình hay hay lần nữa và tránh nó lắm, nhưng mà không phải là tránh hoàn toàn nên mình sẽ chọn cái này. Bạn thường dành nhiều thời gian để cố gắng tìm hiểu những góc nhìn và quan điểm khác với mình. À, mình sẽ chỉ hiểu rằng là nếu góc nhìn của người ta khác với mình thì mình sẽ nên thông cảm như thế nào hoặc là mình nên bỏ qua như thế nào thôi, chứ mình sẽ không có để dành cái suy nghĩ quá lâu vào cái việc đó để mệt đầu mình, cho nên mình sẽ chọn cái mức này. Trong các mối quan hệ của mình thì bạn thường là người chủ động liên hệ với bạn bè và tạo ra các hoạt động tùy từng lúc. Mình chỉ chủ động khi họ chủ động, còn nếu như họ không chủ động là mình sẽ bỏ luôn. Cái tính mình là như vậy nên là mình sẽ để ở mức này. Nếu các kế hoạch của bạn bị gián đoạn thì ưu tiên hàng đầu của bạn chính là quay lại hoàn thành công việc dở dang đó càng sớm càng tốt. Mà một một cái mình phải cần phải thành thật với chính mình, đó là có những kế hoạch mình bị gián đoạn xong mình bỏ luôn. Có những lúc thì mình sẽ quay trở lại nếu đó thực sự là một cái công việc mà mình nghĩ rằng là nó cần có ý nghĩa và nên hoàn thành. Còn có những lúc mình cảm thấy rằng công việc đó nó nên dừng ở đó, không nên tiếp tục nữa.
cho nên là mình cũng không hoàn toàn có ưu tiên cái này. Giờ mình chọn cái này nhé. Bạn vẫn day dứt về những lỗi lầm mà bạn mắc phải từ rất lâu rồi. Câu này về trung thực mà nói thì trước đây mình nghĩ là mình chả day dứt gì đâu, chuyện gì qua là qua, nhưng mà không phải như vậy. Tiềm thức của mình ghi nhớ rất là sâu, và có những cái lúc trong quá trình mình chữa lành cái đứa trẻ bên trong thì mình mới nhận ra là có những chuyện từ hồi nhỏ mình tưởng là mình đã quên, nhưng mà tiềm thức của mình vẫn nhớ và nó vẫn day dứt. Chính vì vậy mà đôi khi mình sẽ cảm thấy rằng là mình phải đeo mặt nạ hơi nhiều, và mình cảm thấy không thừa nhận những cái tổn thương và những cái đau ở bên trong. Cho nên là mình đồng ý với cái việc này, không phải là hoàn toàn. Bạn hiếm khi nghiền ngẫm về lý do mà con người tồn tại hay ý nghĩa của cuộc sống. Mình thường xuyên hay nghiền ngẫm về cái chuyện này, cho nên mình chọn là không đồng ý. Cảm xúc của bạn kiểm soát bạn nhiều hơn là bạn kiểm soát chúng. Trước đây có những lúc mình bị cảm xúc kiểm soát, nên là dẫn đến mình không điều khiển được tâm trạng mình tốt. Mình thấy đó là một nhược điểm. Theo thời gian mình trưởng thành dần lên thì mình cảm thấy rằng là mình phải kiểm soát các cảm xúc. Tuy nhiên mình chỉ kiểm soát cảm xúc của mình chứ không kiểm soát người khác. Có nghĩa là trước đây nếu người khác mà họ làm gì không tốt thì mình sẽ hay có thể sẽ buồn về chuyện đó, nhưng mà sau này mình nghĩ rằng là thay vì mình buồn về chuyện đó, mình kiểm soát cảm xúc của mình là mình sẽ không cần buồn về chuyện đó nữa. Nếu người ta đối xử với mình không tốt thì mình không tiếp xúc tiếp với họ. Mình tránh xa khỏi cái nguồn gây cho mình cảm xúc đó, hoặc nếu mà bắt buộc phải tiếp xúc thì mình chuyển chuyển đổi cái suy nghĩ bên trong, tức là mình cứ nhìn chuyện đó với góc nhìn của cái người đó chứ không phải bằng góc nhìn của mình, để mình thông cảm cho họ. Cho nên là mình nghĩ rằng bản thân mình luôn luôn phải kiểm soát cảm xúc, nhưng mình chưa thực sự kiểm soát hoàn toàn tốt lắm nên mình chọn ở bước này. Bạn luôn cố gắng để mọi người không phải mang hình ảnh xấu ngay khi nó hoàn toàn là lỗi của họ. Gần như là như vậy. Mình là người, kể cả mọi người xung quanh có xấu thì mình cũng không phải là bao biện với họ, nhưng mình sẽ cảm thông với họ và mình sẽ kiểu ít để họ vào trong đầu để trở thành một cái gì đó gây xấu cho cảm xúc của mình. Tức là mình không nghĩ họ xấu. Tại vì mình tha thứ cho họ thì cũng là tha thứ cho chính mình, nên mình không giữ cảm xúc đó trong người lâu. Tuy nhiên thì cũng có những lúc trong quá trình mà mình phát triển tâm linh, mình bị trigger, mình bị ego lên cao, thì thi thoảng mình cũng sẽ nghĩ rằng là ồ, người này không tốt, người kia không tốt. Tuy nhiên thì mình cũng không đổ lỗi cho họ. Và nếu như trong một mối quan hệ mà mình nghĩ rằng là có cái xảy ra cái chuyện là giữa mình và họ có mâu thuẫn, thì ít nhất mình cũng nhìn thấy rằng là nếu kiếp này mình không làm gì sai thì chắc chắn là kiếp trước mình cũng đã làm gì đó với họ, nên kiếp này họ quay trở lại để cho mình học bài học. Và vì vậy thì kể cả đó là lỗi của người ta, mình cũng phải học cái cách để mọi người không phải bị mình nói xấu họ, và mình cũng sẽ cố gắng không kể xấu chuyện của họ cho ai. Bởi vì mình biết rằng là nếu mình kể cái chuyện của họ với một người khác bằng một con mắt xấu xí, thì cái người mà được mình kể đó, họ cũng sẽ đem cái chuyện đó đi kể lại với người khác, và vô hình dung mình đem mắt đen đeo cho cái người mà mình nghĩ rằng là họ có lỗi với mình, và vì vậy nó sẽ làm tăng cái kết quả xấu. Nên là mình sẽ luôn cố gắng để mọi người không phải mang hình ảnh xấu, tức là mình sẽ không đi nói xấu người khác mặc dù họ có lỗi với mình thứ tha, mình buông bỏ. Đó là hoàn toàn mình đồng ý trong giai đoạn này. Trước đây mình chưa làm được như vậy các bạn. Gần đây thì trong hành trình tâm linh thì mình thấy là mình được học rất là nhiều về cái việc mình sẽ phải thay đổi góc nhìn, để cái xấu ở trong mình nó không phản ánh dựa trên cái việc mình nhìn thấy người khác. Phong cách làm việc của cá nhân bạn giống với năng lượng tùy hứng hơn là nỗ lực bền bỉ và có tổ chức. Mọi người thì nhìn thấy mình có nỗ lực bền bỉ đó, nhưng mà mình thực sự là tùy hứng. Lúc nào mà mình hứng lên là mình có thể học liên tiếp vài ngày không ngủ luôn á, xong rồi sau đó là mình sẽ chơi giải lao. Cho nên mình đúng là như vậy. Mình trung thực mình nói như vậy. Khi được một ai đó đánh giá cao, bạn thường tự hỏi bao lâu nữa thì họ sẽ cảm thấy thất vọng về mình. Mình không bao giờ hỏi như vậy, và mình cũng không bao giờ cảm thấy rằng người khác đánh giá cao với mình là một cái gì đó mà nó đáng tự hào, hoặc là nó đáng để mình sẽ kiểu lưu giữ nó quá lâu. Mình nghĩ rằng là mình cũng bình thường như mọi người thôi. Nhưng là khi mọi người đánh giá cao mình thì mình biết ơn, nhưng mình không đẩy nó lên thành cái tính tự kiêu. Bởi mình biết rằng là nếu mình đẩy nó lên cao quá, mình sẽ tự ảo tưởng về chính bản thân mình. Nên là mình không đặt những cái câu hỏi đó.
mình cảm thấy rằng bản thân mình luôn luôn đáng được tôn trọng và mọi người đánh giá cao của mình thì tốt, nhưng mình cũng sẽ không nghĩ rằng là mọi người đang đang nói như vậy là không tốt. Mình luôn luôn biết đón nhận và mình biết ơn những cái điều đó. Bạn thích những công việc đòi hỏi bạn phải thường xuyên làm một mình à? Cái này thì đúng là như vậy, nhưng mà mình cảm thấy rằng chả ai sống mà có thể làm việc được một mình cả, đều phải có hợp tác hết. Chứ đời mình sẽ đồng ý nó ở mức vừa phải. Bạn tin rằng việc nghiền ngẫm các câu hỏi triết học trừu tượng chỉ là lãng phí thời gian? Trước đây là như vậy, nhưng mà càng trưởng thành hơn và càng nhiều tuổi hơn và càng vấp ngã nhiều hơn thì mình cảm thấy rằng là triết học duy vật trước đây, tức là thiên về vật chất trước đây là mình quan tâm nhiều hơn, còn bây giờ mình thiên về duy tâm, tức là thiên về tâm linh hơn, thiên về thần Phật hơn, thiên về tin vào những luật vũ trụ và luật nhân quả, các cái luật mà nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời của mình hơn. Nên là mình không đồng ý với câu này. Bạn đã bị thu hút bởi nơi có không khí nhộn nhịp, tấp nập và hơn là những nơi yên ắng và kín đáo thì câu này không, mình cực kỳ thích yên ắng kín đáo. Thi thoảng vẫn thích có sự nhộn nhịp tấp nập nhưng mà nó không nhiều. Bạn biết người khác đang cảm thấy thế nào chỉ qua ánh nhìn đầu tiên là mình cảm nhận được hết các bạn. Người ta thích mình hay không, hay không thích mình đều cảm nhận được. Bạn thường dễ cảm thấy bị quá tải không? Mình là người kiểu chịu đựng được khá là tốt. Bạn thường hoàn thành mọi thứ theo hướng dẫn mà không bỏ qua bất kỳ bước nào. Mình thích làm theo hướng dẫn, theo các bước đó. Nhưng mà thi thoảng cái bước nào mà nó lằng nhằng quá mình cũng nhập lại, cho nên là mình sẽ kiểu đồng ý một mức không tuyệt đối lắm. Bạn rất dễ bị thu hút bởi những chủ đề mang tính tranh cãi. Mọi người tranh cãi nhau thì mình cũng bị thu hút đó. Mình thu hút xem thử là mọi người tranh cãi như vậy thì bên nào có lý hơn, và nếu như không thấy bên nào có lý hơn mình sẽ đi search và mình đi tìm kiếm. Nhưng mà mình sẽ chỉ bị thu hút vào những chủ đề mang tính tranh cãi mà nó hấp dẫn và nó có giá trị thôi. Còn những chủ đề mà nó không mang tính có giá trị thì mình sẽ không bị thu hút. Đây là một câu hỏi khó trả lời. Mình chọn cái này. Bạn thường nhường lại cơ hội tốt cho người mà bạn nghĩ là sẽ cần nó hơn. Nó chính xác là như vậy. Bởi vì có những cái mình nghĩ rằng là mình có thể có nhiều cơ hội hơn, và có nhiều người hiện tại họ chưa có cơ hội như vậy, cho nên mình sẽ nhường lại cái đó cho họ. Và mình sẽ chọn cái này. Bạn gặp khó khăn trong việc hoàn thành công việc đúng hạn. Chính xác rồi, biểu mình mà hoàn thành cái gì đúng hạn là khó lắm. Nếu mà có hứng lên thì mình sẽ hoàn thành đúng hạn, không là mình không hoàn thành đúng hạn đâu. Bạn tự tin là người rồi, thấy rằng là mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy. Đúng rồi, mình nghĩ rằng mọi chuyện thì đâu nó cũng vào đó thôi, vũ trụ đã có sắp đặt hết rồi, mình chỉ cần tự tin vào chính bản thân mình là được. Rồi sau đó mình sẽ chọn giới tính, rồi mình xem kết quả. Nó là 10 phút chứ mình thấy là mình ngồi phân tích cũng lâu phết đấy nhỉ. Thì mình là người hòa giải thuộc nhóm INFPA, tức là Mediator. Đây là những người lãng mạn, tốt bụng và vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác vì mục đích tốt. Tỷ lệ hướng nội là 56% và hướng ngoại là 41%. Hướng nội part time, nhưng mà hướng nội vẫn nhiều hơn so với hướng ngoại chứ không phải là hoàn toàn hướng nội. Mình có xu hướng thích ít tương tác xã hội, nhưng mà sẽ thường cảm thấy bị thu hút bởi những nơi mà có môi trường yên tĩnh, có nhiều thiên nhiên. Khả năng trực giác rất là cao, 74%, và thực tế thì 26% thôi. Mình gần như làm việc dựa trên cái sự tin tưởng vào cái trực giác và là người thầy bên trong của mình. Những cái người giống mình á thì rất giàu trí tưởng tượng, cởi mở và tò mò lắm. Thích cái gì là đi nghiên cứu và tìm hiểu bằng được. Và đánh giá rất là cao sự độc đáo. Mình rất là thích những ai mà có cái suy nghĩ sáng tạo và độc đáo. Mình rất là ghét những cái thứ gì mà có khuôn khổ và nó giống nhau và nó mang tính chất kiểu như là không thực tế, không phát triển, chậm phát triển. Mình tập trung vào những ý nghĩa tiềm ẩn và cái khả năng kiểu trong tương lai chứ không phải là cái chỉ ngay hiện tại. Mình đối xử, mình cư xử hoặc là mình hành động đôi khi nó cũng sẽ thiên về cảm tính khá là nhiều và lý trí hơn. Mình cũng vẫn bị cảm xúc ảnh hưởng mà, khá là nhạy cảm. Đó thì mình cũng cực kỳ quan tâm đến sự đồng cảm giữa các cá nhân với nhau.
và mình quan tâm đến sự hợp tác và hòa hợp giữa mọi người với nhau về mặt xã hội. Mình không thực sự đánh giá mọi người chỉ dựa vào cái kết quả đạt được ở trên số liệu, mà còn đánh giá dựa vào cái việc người ta có đối xử hòa hợp và tốt với mọi người xung quanh hay không. Tuy nhiên mình cũng khá là linh hoạt. Mình có thể ứng biến và thích nghi được với tất cả những thay đổi sớm. Và đôi khi mình còn nhìn thấy được thay đổi trước ở trong tương lai để mình sẽ dự đoán trước và mình thăm dò và thay đổi một cách linh hoạt, chứ mình không có giữ cố định khư khư cái việc đấy theo cái cách như cũ. Cái này chắc các bạn nhìn thấy được. Mình khá là quyết đoán với tất cả những cái quyết định mà mình đã đưa, chẳng hạn như là xây dựng các cộng đồng như vậy, với các khóa học như vậy thu nhập rất là cao. Mình biết rằng là việc mình bỏ hết tất cả gồm có tiền mua sách, gồm có những tâm huyết đó, nó rất là lãng phí. Nhưng mà bởi vì mình thấy nó không còn phù hợp nữa và mình không còn hạnh phúc nữa thì mình từ bỏ một cách không tiếc nuối. Các bạn có thể nhìn thấy rồi. Đó. Thì mình luôn tin rằng bản thân mình chắc chắn rằng sẽ có thể quay trở lại và làm được nhiều việc mà mình muốn hơn. Nên là mình tin vào chính mình và mình quyết đoán lắm. Kiểu như mình sẽ đặt mục tiêu và mình sẽ làm bằng được cái mục tiêu đó của mình nhé. Đây họ bảo rằng là gửi email thì các bạn cũng đánh email của các bạn vào để họ gửi kết quả qua đó. Xong đó họ sẽ cho mình đọc cái bảng tổng hợp các loại tính cách của mình như thế này. Thì khi mà các bạn làm bài trắc nghiệm này, các bạn có thể sẽ lưu lại bằng cách các bạn copy toàn bộ nội dung này ra file Word, xong bạn để lại khi cần thì các bạn đọc để mình biết được rằng là mình có thể có những cái thế mạnh nào, mình có thể có những cái điểm yếu nào. Và mình nên tự hào về cái tính cách nào của mình, nhưng mình cũng cần phải sửa chữa những cái đặc điểm nào nó còn chưa được tốt. Mình đương nhiên cũng sẽ thấy rằng những khả năng như tò mò hoặc là suy nghĩ hoặc là những khao khát hiểu mọi người xung quanh, nó là nhược điểm nhưng đồng thời nó cũng là ưu điểm của mình. Mình sẽ cố gắng rèn luyện là mình không phán xét mọi người. Mình cảm thấy rất là vui khi mọi người sẽ inbox cho mình và muốn hỏi mình các cái thứ mà mọi người cảm thấy còn thắc mắc mà nó hợp lý. Mình cũng rất là quan trọng cái việc đó là trong một mối quan hệ, nếu mà hai bên cảm thấy thoải mái thì sẽ nói với nhau đủ thứ, nhưng nếu không thấy cảm thấy thoải mái thì rời đi thôi, chứ không cần nhất thiết phải giữ lại làm gì. Mệt trong người. Một trong những đặc điểm của mình là thấu cảm với mọi người. Và với cái đặc điểm này thì nó khiến cho mình cảm thấy rằng là mình cũng hơi bị ôm đũa cả nắm và làm cho mình bị ôm đồm, nên nhiều khi mình nhận quá nhiều công việc, tự mình nhận thôi chứ chả ai bắt cả, và mình cảm thấy mình phải có trách nhiệm với việc đó. Xong rồi nếu mà làm không xong thì mình cảm thấy là mình sẽ bị áp lực ngang. Đây là một trong những đặc điểm mà mình cần phải buông bỏ bớt, mình không nên quá mức ôm đồm. Rắc rối của thế giới thì mình cũng cảm thấy đó chính là rắc rối của mình. Mọi người xung quanh xảy ra vấn đề gì chung thì mình cảm thấy rằng là bứt rứt trong người, ăn ngủ không yên. Xong mình cảm thấy là không hài lòng về việc đó. Đây là một nhược điểm. Tâm trạng của mình bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ tiêu cực của người khác nên mình phải cải thiện nó. Khi làm những cái bài này thì mình sẽ phải tự nhận thấy được rằng là ồ, bản thân mình cần phải cải thiện cái chuyện gì để mình có thể sẽ buông bỏ và sống nó tốt hơn. Đó. Và một trong những cái đặc điểm của mình là đừng có bắt mình giả vờ thành một người khác hoặc là đeo mặt nạ nhiều, mà nếu mình không hài lòng là mình nói rồi thôi. Nhưng mà mọi người có thể không hiểu mình thì có thể sẽ nghĩ là mình hay cào nhau, nhưng mình nghĩ rằng qua những bài như vậy cũng thấy rằng là không phải mình đâu, mà những người có tính cách giống như mình thì đa phần người ta đều nhạy cảm như vậy, và họ nói lên tiếng nói của sự thật thì cũng thông cảm cho những người giống như bọn mình nha. Sau này học sinh của mình cũng vậy, cho nên là chúng ta hiểu để chúng ta sẽ thấu cảm hơn với mọi người. Đó. Thì mình cảm thấy là khi đọc những cái bản phân tích này giúp mình có thể hiểu bản thân mình hơn. Mình đọc của người khác mình có thể hiểu người khác hơn. Mình biết được rằng là bản thân mình nên rèn luyện cái gì và nên khắc phục những điểm yếu nào, nên phát huy những điểm mạnh nào.
Còn đối với những người xung quanh thì nếu mà mình đặt vào cái bản của họ, mình cũng sẽ cảm thấy rằng là mình có thể hỗ trợ họ như thế nào và đồng hành cùng với họ như thế nào, kiểu vậy. Đó. Thì đây là một cái trang mà nếu miễn phí thì họ cho mình xem như vậy, còn nếu như các bạn ai muốn mà bản phân tích đầy đủ thì có thể nhìn tải xuống cái này, nhưng mà cái này tốn tiền, bạn đừng có quan tâm. Mình đọc như vậy cũng được rồi. Khá là chi tiết rồi. Thì mình nghĩ là trong cái vai trò là một người có thể phải sống hợp với các thành viên trong gia đình, có thể sẽ hiểu được học sinh lớp chủ nhiệm và hiểu một số học sinh có tính cách đặc biệt thì có thể cho các bạn làm cái bài trắc nghiệm này. Thì nó cũng sẽ giúp cho quá trình mà mình dạy học á, mình sẽ thấu hiểu hơn, thấu hiểu những người xung quanh và thấu hiểu những cái nhược điểm của mình, những cái điểm mạnh của mình để mình có thể sẽ cải thiện những cái điểm yếu và phát triển những điểm mạnh. Thì đó là lý do mà mình làm cái bài chia sẻ này. Mình cũng mong rằng là trong quá trình mà mình thành lập cái nhóm này thì mình cũng sẽ làm những cái loại trắc nghiệm khác cũng như là những cái hướng dẫn về phương pháp dạy học khác chia sẻ cho mọi người, với mong muốn lớn nhất của mình đấy là chúng ta dạy học bằng trái tim, chúng ta hiểu chính bản thân mình, chúng ta hiểu những người xung quanh để chúng ta sẽ khắc phục được những cái nhược điểm mà mình có thể thực hiện được sứ mệnh của mình nó sẽ xuất sắc nhất. Chúc các bạn sẽ luôn thành công, luôn sẽ nhận được nhiều năng lượng tích cực và sống bình an ngay chính ở bên trong mình. Cảm ơn các bạn.